này không được nhỉ. Bà nói đi, cảm ơn đi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 đi. 11, 12. Alo, được rồi. Vâng, rất là hân hạnh được chào đón tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em để mở màn cho một cái cuộc chung vui văn nghệ cùng mấy mẹ cả gia đình và vợ chồng tôi kỷ niệm 40 năm của ngày cưới. Thì lời đầu tiên tôi chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em. Một lời chào trân trọng nhất và một lời chúc sức khỏe. Và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà và anh chị em đã trân trọng lời mời của vợ chồng tôi đến cùng chung vui với vợ chồng tôi trong buổi giao lưu hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Thế thì cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người một đôi ba câu để cho nó nhớ lại những cái kỷ niệm xưa. Thực ra thì vợ chồng tôi lấy nhau thì năm nay cũng là 40 năm rồi. Thế mà được cả vợ cùng đam mê hát, chồng cũng đam mê hát. Mà có khi chỉ là kết nhau vào những cái câu hát của những cái năm xưa, từ cái năm 1984 cho đến bây giờ. Thế thì ông đứng ra đây. Thế thì cả hai vợ chồng tôi đến với nhau thì cũng là toàn là kiểu là đam mê hát thôi. Thế thì cứ là đến với nhau thì cũng không tỏ tình gì cả. Thế nhưng mà chỉ có một cái câu như thế này mà cuối cùng là về là coi là báo cáo gia đình là xin cưới. Lúc bây giờ là nghèo lắm, cả hai gia đình cũng rất là nghèo. Thế là ông ấy chỉ có hát tôi mới tôi để ca một cái bài như này. Thì hôm nay này tôi cũng rất là vui, mà tôi cũng là thể hiện để cho mọi người nghe. Dù nó không hay nhưng mà tôi cũng phải là thể hiện hết. Nhưng mà không biết có lần đến lần sau hay không, nhưng hôm nay vẫn là được thể hiện hết. Đấy, chỉ có một cái bài như này. Bài nghèo, đôi bên cùng nghèo mà. Thế là ông ấy đến ông em mới ca tối này. Ông bảo là anh hát kẹo em tặng em một bài, bài nghèo. Thế em bảo là hát bài đi, hát đi. Thế là ông mới hát như này. Alo. Ông ấy bảo là nghèo, nghèo như tôi mới thật là nghèo. Nghèo không có thông để mà gieo, quanh năm không nổi ba đồng kẹm ăn cháo, quanh năm lỡ vẫn nghèo. Nghèo tiền nghèo bạc, nghèo xác nghèo sơ, nghèo không có vợ bơ vơ vì nghèo. Thân tôi nghèo bạc nghèo tiền, lại thêm mà cay đắng buồn phiền vì yêu. Một chiều hôm qua tôi ra chợ cầu treo, thấy cô áo rách động lòng tôi thương. Tôi liền đến bên cô ngỏ lời tâm sự. Nhà anh chỉ có mình anh, nhà qua ngõ lại vẫn lẻ loi chung tình. Thôi cùng cả nhau rách chúng mình, ta về ta sống chung tình bên nhau. Nhà nghèo chỉ có cháu sâu, chúng ta đùm bọc với nhau quá ngày. Thế là bắt đầu từ một bài hát này là cái lời tỏ tình đầu tiên. Thế là về rồi bắt đầu mới cưới nhau. Thì quanh đi quẩn lại nhằng cái đã 40 năm rồi. Thế là năm hôm nay thì mừng quá, đã các cháu nó đứng tổ chức cho bố mẹ là 40 năm ngày cưới. Thế là thì không biết nói gì thì thôi, thì bây giờ vào chương trình thì vợ chồng nhà tôi cũng hát tặng tất cả các ông, các bà và tất cả anh chị em một bài hát. Cái thứ nhất là tặng tất cả mọi người, và cái thứ hai là lưu lại để mà làm những kỷ niệm sau này cho con cho cháu, để làm những cái ký ức kỷ niệm lại. Vâng, nào ban tổ chức sao xin ít nhạc nào. Xin phép công các bà rất quý đến đây mà dự ngày lễ 45 ngày cưới của chúng tôi, thì vợ chồng tôi sẽ hát tặng các vị một bài là Lý Do Duyên. Nhạc quay là của Quan Họ Cổ.
đổ dồn về một bên. Anh chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chi ở đây. Ôi nàng, nàng ơi, ơi nàng, nàng ơi, anh chẳng nhau đây mời người mà rơi nước rơi chầu, rơi nước rơi chầu, sau kết mà nhân duyên. Ơi nàng, nàng ơi, ơi nàng, nàng ơi, tôi với cô nàng nhân duyên. Vâng, và xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị dành cho ông Tính và bà Trung ạ. Và thật đúng là trăm khúc sông đổ dồn về một bến. Anh chẳng yêu làng, anh đến chi đây? Đấy bên đây không dây mở buộc, anh với làng không chuốc sao say. Gặp nhau đây mời người xây nước xây chầu sau kết nhân duyên. Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, 40 năm về trước, ông Tính và bà Trung đã kết nhân duyên và đến hôm nay bằng các khúc lý do duyên để thể hiện bằng những tình cảm của ông bà. Kính thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình trong buổi tối hôm nay để chúc mừng ông bà kỷ niệm 40 năm ngày cưới, thì có lẽ rằng một ca khúc này chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu rất là nhộn nhịp, rất là vui để chúc mừng ông bà. Mặc dù lúc này tuổi cũng đã già rồi, nhưng có lẽ rằng ca khúc này sẽ được tất cả quý vị đây cùng hưởng ứng và cùng cổ vũ với ca khúc mang tên Đám Cưới Như Mơ qua sự thể hiện của câu lạc bộ dân vũ thôn Nghĩa Xuyên. Vâng, xin mời tất cả quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng, và xin trân trọng được cảm ơn và xin mời câu lạc bộ dân vũ sẽ bước lên sân khấu.